Chà, đây là một chiếc Lamborghini Aventador SV bị hư hại rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng như thế nào? Các bạn xem có rất nhiều bùn đúng không? Đúng thật là Lamborghini, chiếc xe này là bị làm sao đây? Hai anh chàng lấy về một chiếc xe từng xảy ra sự cố. Chiếc xe Aventador SV có phần đuôi bị hư hỏng, nhưng mà trong lúc bọn họ sửa chữa chiếc xe này thì phát hiện cả trong lẫn ngoài đều rất nhiều bùn. Bọn họ phỏng đoán chiếc xe này có phải năm đó đang chạy thì loảng xoảng một tiếng rồi rơi xuống đồng ruộng, sau đó thì nâng nó ra. Cho nên đầu tiên chúng ta nhìn xem, bọn họ xử lý gầm xe, còn có bộ phanh xe, toàn bùn là bùn. Thế nhưng ở phía sau, khiến mọi người bất ngờ là trong buồng lái cũng có bùn đất. Vậy nên bọn họ vẫn đang ù ù cạc cạc. Được rồi, chuyện của chúng ta hôm nay không biết đầu đuôi sự việc như thế nào, thì chiếc xe đã được đưa về rồi. Nhìn tổng thể thì vẫn còn nguyên vẹn nhưng mà cảm giác lại rất tàn tạ. Sao lại nói như vậy? Các bạn nhìn xem từng mảnh này bể vỡ không biết đâu với đâu. Nhưng mà hộp số động cơ này vẫn còn tốt, công suất động cơ V12 vô cùng tuyệt vời. Cho nên bây giờ sẽ dỡ nó ra nhìn xem rốt cuộc bị hỏng chỗ nào, cần phải mua những thứ gì. Về cơ bản vỏ ngoài của chiếc xe này không còn lại mảnh nào nguyên vẹn, tấm chắn bùn phía sau ở hai bên đều đã hư rồi, ốp sườn cũng bị hỏng, bao gồm cả phần mặt trước, tấm chắn bùn còn có cản trước cũng không còn nguyên vẹn. Vì thế nên tiếp theo bọn họ sẽ nâng cấp vỏ ngoài lên thành SVJ. Việc nâng cấp này dù sao cũng gọi là lên đời, không sai chứ, không sai. Được rồi, bây giờ nhìn xem, ngoại trừ hỏng hóc vỏ ngoài, một két nước cạnh bánh sau bên phải cũng đã bị hư. Sau đó thì kiểm tra dầu nhớt động cơ, cho thêm một chút nước làm mát động cơ, lấy bình ắc quy. Chuẩn bị làm gì đây? Muốn khởi động xe thử xem, vừa nãy cũng thay dầu máy rồi. Được rồi, chúng ta cùng nhìn xem, chiếc xe này có thể khởi động được không? Có thể kích hoạt được động cơ hay không? Ok, ngoại trừ két nước đang bị dò nước làm mát ra ngoài, thì cái động cơ này, hộp số cũng không có vấn đề gì lớn. Nghe tiếng pô xe cũng khá hay, cho nên chiếc xe này bị hỏng ở đâu thì sửa chỗ đó. Bạn xem phần đầu xe đầy bùn, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi vẫn cảm thấy chiếc xe này chắc chắn là đã rơi vào ruộng lúa. Được rồi, dù sao hiện tại cũng phải thay thế két nước bên phải, mua phụ tùng xe cũ người ta đã gửi tới rồi. Phụ tùng xe cũ này có một vết xước nhỏ, nhưng người bán bảo đảm rằng chắc chắn sẽ không bị dò gì nước, bảo đảm vẫn dùng tốt, nên đổi luôn cả thể, thực hiện thay phía bên phải. Vì vậy nước làm mát vừa thêm vào lúc nãy, ôi giời, lại chảy hết mất rồi. Sau này phải thêm vào cũng được thôi, dù sao nước làm mát cũng không đắt lắm. Tới đây bọn họ lại phát hiện có rất nhiều bùn ở dưới gầm xe. Chúng ta đã thấy ở phần mở đầu video đang xử lý bùn đất dưới gầm, chuẩn bị rửa xe. Đương nhiên bây giờ chưa rửa, vẫn đang thay két nước, làm cho nó phủ đầy bụi bẩn, trên thân trên mặt đều rất bẩn, không còn cách nào cả vì có quá nhiều bùn. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chiếc xe này, tại sao lại có nhiều bùn dưới gầm xe như vậy. Ok, dọn vệ sinh một chút. Đây là dùng bentonite, hình như là vậy, vũng nước trên đất thấm hút hết nước làm mát, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Dù gì cũng là nhà của mình, không sao cả. Cho thêm nước làm mát, kiểm tra lại dầu máy. Chuẩn bị làm gì đây? Khởi động lại xe lần nữa, xem có bị dò gì nước nữa không. Không dò nữa thì chứng tỏ sửa ổn rồi, nếu còn dò thì lại sửa tiếp thôi. Hơ cũng được, nhìn một vòng thấy cũng ổn, không dò gì giọt nước nào. Đương nhiên mắt anh em cũng thấy pô xe phần phía trên được dán băng dính điện, tại sao cái ống pô xe này cũng hư, hở khí ra ngoài, các bạn nhìn xem. Cho nên sau này kiểu gì cũng phải thay, ống pô này cũng không hề rẻ. Được rồi, dù gì cũng không sao. Bạn xem ông bố liên tục lắc đầu nhìn hai cậu con của ông, đúng là khác thường. Mang về một chiếc xe bung bét hết cả, không hiểu kiểu gì. Được rồi, sau khi mọi thứ đều ổn thì lại tiếp tục, đến cả cổ hút gió cũng bị móp hết cả, bọn họ sợ sẽ khiến động cơ bị bịt chết máy, cậy mở nó ra. Vậy thì để sửa lại chiếc xe này cũng phải thay thế rất nhiều phụ kiện. Như chúng ta đã nói từ lúc đầu, nhìn chiếc xe có vẻ như rất nguyên vẹn, nhưng mà cảm thấy nó rất tàn tạ. Được rồi, bây giờ lắp lại bánh xe vào, về cơ bản thì chiếc xe có thể chạy trên đất rồi. Ok, chúng ta tiếp tục xem, bơm hơi lên là được rồi. Sau khi đặt xe xuống vẫn phải thử xem thế nào, nhìn xem chiếc xe này còn gặp vấn đề gì. Vậy rốt cuộc chiếc xe này đã xảy ra một cuộc va chạm ư? Nhỡ may hệ thống treo gặp trục trặc gì thì làm sao đây? Thử đi một chút liền biết ngay, cũng không cần chạy đi xa, chỉ cần ở ngay trước sân nhà vòng một vòng là được. Thử và cảm nhận một chút. Trong lúc bọn họ thử xe, bọn họ phát hiện phanh xe không nhạy, nhưng lúc kiểm tra lại phát hiện dầu phanh xe, cho nên mới có đoạn đầu tiên của video cảnh rửa xe. Chính từ lúc này là bắt đầu rửa xe rồi, chúng tôi chỉ đưa nó lên trước thôi. Ha ha, nhìn cũng ghê phết, trong kẹp phanh toàn là bùn. Bạn xem cái piston không di chuyển được, vừa di chuyển liền dính phải bùn, mắc phải bùn, nên bạn xem phanh xe này khẳng định là không nhạy. Ok, sau khi rửa xe xong,
Chúng ta bàn về chuyện tiếp theo. Bạn xem gầm xe thì sạch sẽ rồi. Phát hiện trong buồng lái, phía sau ghế có rất nhiều bùn, cho nên bọn họ ở chỗ này phàn nàn. Bạn xem chiếc xe này, thành thật mà nói, thoạt nhìn thì buồng lái trông cũng khá sạch sẽ, nhưng tại sao phía sau ghế lại có nhiều bùn như thế? Bọn họ đưa ra một số suy luận, có thể lúc đó chiếc xe này rơi vào trong ruộng, trong buồng lái thực ra cũng có nhiều bùn, vì để bán được giá hơn, nên đã xử lý, rửa qua một lần, nhưng bạn có thể thấy vẫn còn rất nhiều bụi bẩn, cho nên chuyện này, bọn họ đều không biết, bảng điều khiển của chiếc xe như thế nào, cũng chưa tháo ra để nhìn, hiện tại thì dùng hơi nước làm sạch, làm cho bùn đất cắt bụi, dọn dẹp toàn bộ sạch sẽ, miễn là nhìn không thấy, thì tính là sạch rồi, lúc này nên đem đến cửa hàng xe cũ xem thế nào đi anh bạn. Đây không chỉ là xe ngâm trong nước, mà là ngâm trong nước bùn, đùa chút thôi, tiếp theo sau đây, chúng ta xem bọn họ sửa chữa phần khung xe, bởi vì xảy ra va chạm, phần sau khoang động cơ, một số giá đỡ bị hư hỏng, đứt gãy, đều phải thay thế cùng nhau, bạn xem cái này dùng chân bẻ chút là gãy, chứng tỏ điều gì, đã có vết nứt rồi, phải thay lại một bộ mới, lắp nó lại là xong, bởi vì những thứ này không có bất cứ giá trị sửa chữa nào. Mọi người đừng luôn cảm thấy, mấy người anh em Pakistan này sửa xe, toàn thấy thay đổi phụ kiện liền không coi đó là sửa chữa. Nhưng thật ra, việc sửa xe chính là thay đổi phụ kiện. Bạn thử suy nghĩ mà xem, xe của bạn có một bộ phận bị hỏng, người ta lấy búa, súng hàn, gõ lách cách lạch cạch là một buổi chiều, sau đó lắp lại cho bạn. Bạn nói xem, bạn cũng tốn mất khoảng thời gian này. Tiền bạn cũng phải bỏ ra, mà cái chốt này cũng chỉ là chốt đã qua sửa chữa. Vậy thì trực tiếp lấy cái chốt mới để thay. Một tiếng đồng hồ là xong, đúng không? Bạn cảm thấy cách nào khiến bạn thoải mái hài lòng hơn? Dù sao Thập Lục cũng cảm thấy, đổi cái mới sẽ khiến tôi hài lòng hơn. Việc sửa cái cũ, hàn nối mấy thứ này, khi không còn cách nào nữa thì mới phải dùng đến. Được rồi, hiện tại, hệ thống treo bánh trái phía sau gặp chút vấn đề, tay đòn ngay ở bên dưới, đều thay bằng cái mới. Vậy ok rồi, chiếc xe này, cơ bản thì việc sửa chữa cũng sắp xong rồi. Được rồi, giờ chúng ta nói sang vấn đề khác một chút. Bọn họ đã đặt hàng ở Canada, một bộ vỏ ngoài SVJ, bao gồm cản trước thanh giảm chấn, còn có ốp sườn trước cản sau ốp cản. Rồi xong, cả bộ này hết bao nhiêu tiền? 30.000 đô la Mỹ. Haha, không hề rẻ nha. Mua nguyên kiện của Lamborghini, 30.000 đô la Mỹ này, thật ra tôi cảm thấy tuy rằng không phải là con số nhỏ. Thế nhưng để trên con Lamborghini, giá tiền này cũng chấp nhận được, nhưng mà cũng khá là đắt, cho nên bọn họ ngẫm nghĩ trong lòng. Đắt hộc máu rồi làm sao đây? Nhìn xem, cái này có thể trả lại, kha kha có thể trả lại thì sẽ có biện pháp khác. Cho nên dự định đặt hàng từ Trung Quốc, đây được gọi là hàng OEM. Hàng OEM có nghĩa là gì? Chính là hàng được sản xuất bởi một nhà máy phụ, mua từ Quảng Châu nhưng vận chuyển hàng thì từ Hồng Kông. Về sau chúng ta có thể thấy nó. Bọn họ hiện tại vẫn đang loay hoay với đơn hàng từ Canada. Cái này là phần đuôi pô, vì lúc nãy mọi người cũng nhìn thấy, ống pô hỏng rồi. Được rồi, đúng là hàng nguyên bản, nhìn trông rất đẹp, người ta còn tặng thêm đề can, cũng quét sơn cho nó luôn rồi, bao gồm cả cản trước, còn có cánh gió sau, có tận mấy hộp gỗ to nhỏ khác nhau. Các bạn xem gói hàng này, một gói hàng nhìn rất Bắc Mỹ, dùng tấm ván gỗ, bên trong còn dùng xốp để gói lại, nhìn rất gọn gàng đẹp đẽ. Một chút nữa, các bạn có thể thấy phụ kiện đến từ Trung Quốc. Đó chính là phụ kiện đựng trong khung gỗ, nhìn thấy sẽ có cảm giác vô cùng thân thiết, vô cùng luôn đó, loại cảm giác này. Được rồi, chúng ta đến xem hàng nguyên bản mà bọn họ đã đặt mua. Đây là nắp động cơ phía sau, cũng sơn luôn rồi, dù sao vừa nhìn cũng cảm thấy nó rất đắt, cũng đâu có sai, 30.000 đô la Mỹ cơ mà, tiêu số tiền nhiều như thế. Ok, nhưng mà bọn họ chuẩn bị trả lại hàng rồi. Tại sao? Bởi vì phụ kiện từ Trung Quốc sắp đến rồi, các bạn xem có thấy thân thiết không? Bên ngoài là hộp cắt tông, sau đó là dùng các thanh gỗ làm thành một khung gỗ, rồi dán lên ký hiệu hàng dễ vỡ. Đúng là rất thân thiết. Khi chúng ta mua hàng kích thước lớn, lúc nhận được có phải cũng thế này không? Tiếp theo, cạnh bên của hộp có dính một nhãn dán, là vận chuyển cho bọn họ từ Hồng Kông. Thật ra bọn họ mua từ Quảng Châu, tìm mua của một người bán ở Quảng Châu. Bạn xem, đây là vận chuyển hàng từ Hồng Kông. Tôi đoán đây là hàng của Chenzian. Có ai đang xem video này là người bán hàng của Chenzian thì xuất hiện nhận diện một chút. Đây có phải là các bạn bán cho họ không? Bọn họ nói cả bộ này 6.000 đô la Mỹ. Trong video họ nói như vậy, người đã bán cho bọn họ, đến xác nhận xem có phải là 6.000 đô la Mỹ không. Được rồi, cái này đúng là rẻ hơn rất nhiều. Phụ kiện, số lượng đều như nhau, chỗ lắp cũng giống nhau. Hơn nữa những bộ phận này cũng được làm từ sợi carbon. Nó cũng được làm từ sợi carbon, chỉ có điều chúng không được sơn sẵn lên, chỉ là một lớp sơn lót màu xám, bọn họ phải tự phun. Nhưng hai anh chàng này cảm thấy, bớt một ít sơn, rẻ đi bao nhiêu tiền, rẻ hơn 24.000 đô la Mỹ. Tự phun sơn, nhiều cũng chỉ đến 4.000 đô la Mỹ, có nghĩa là tiết kiệm được 20.000 đô la Mỹ. Bạn xem, điều này quá hợp lý, cực kỳ hợp lý, đổi cho ai cũng thấy hợp lý. Hơn nữa, bạn xem, vừa mở ra nhìn, tay nghề vô cùng tốt. Đây là hàng OEM, là hàng nhà máy phụ sản xuất không phải hàng nguyên bản. Đúng không? Chắc chắn là mô phỏng một hàng nguyên bản. Thế nhưng cái khuôn này cũng rất đắt, làm giống đến từng chi tiết. Có sợi carbon thì cũng làm sợi carbon cho bạn, có nhựa thì cũng làm bằng nhựa cho bạn. Kiểm tra một chút cũng thấy khá tốt,
Vậy tiếp theo hãy chuẩn bị xem, so sánh một chút, cái màu trắng phía sau là bộ nguyên bản mua từ Canada, cái có lớp sơn lót màu xám phía trước là được bán từ Trung Quốc, gọi là hàng sản xuất từ nhà máy phụ, bọn họ so sánh với nhau. Thật ra, có một số chi tiết nhỏ sẽ không giống nhau, nhưng nhìn tổng thể thì cũng ok. Chính là vị trí logo xe, cái đầu nhọn phía trên, bọn họ cảm thấy có chút khác so với hàng nguyên bản. Hơi lệch một chút, nhưng bọn họ cảm thấy không thành vấn đề. Chỗ này sơn rồi lắp dịch lên, thì ai nhìn ra được? Bạn không nói tôi không nói thì ai biết được đây là gì? Hàng sản xuất từ nhà máy phụ mà, tiết kiệm tiền mới là chân lý mọi người ạ. 24.000 đô la Mỹ ở Mỹ cũng không phải con số nhỏ đâu. Cũng bảo đảm mức lương tối thiểu trong một năm, cho nên cái này chính là mọi thứ trên thế giới, tất cả mọi người ở các quốc gia trên thế giới đều giống nhau. Đều muốn tiết kiệm tiền thôi, bản chất con người thôi. Bây giờ thì lấy hàng em lắp thử, ráp thử xem thế nào. Cái đèn này cũng được mua từ Quảng Châu, mọi thứ đều được lắp đặt tại chỗ, vặn lắp đinh ốc, lắp bộ khung nắp động cơ phía sau, đậy nắp lên, cơ bản đã hoàn thành. Thực ra điều bọn họ lo lắng nhất chính là vấn đề về kẽ hở. Thật ra vấn đề này không đáng kể, mọi người nhìn xem rất kín kẽ, nhìn cũng khá đồng đều. Chứng tỏ điều gì nhỉ? Chứng tỏ phụ kiện này không có quá nhiều khác biệt, cũng làm dựa trên khuôn 1:1 so với hàng nguyên bản. Có một số hàng OEM, anh em nào từng dùng sẽ biết, nhìn thì không có gì khác biệt so với hàng nguyên bản. Nhưng khi lắp lên thì lại không ổn, lắp không được, có thứ phải sửa lại rồi đổi, hết cắt rồi gọt. Nếu không sẽ không làm được. Được rồi, bây giờ thì cản trước, còn có thanh giảm chấn mọi thứ đều được lắp lên. Vậy video của chúng ta hôm nay cũng sắp đến hồi kết rồi. Tại sao nhỉ? Bởi vì không có gì hồi hộp nữa cả. Chiếc xe này của bọn họ đã được sửa xong rồi, chỉ còn lại một việc đó chính là phun sơn. Đến lúc đó thì tìm một phòng sơn, bọn họ tự cạo lớp sơn lót rồi phun sơn lên thì hoàn thành sửa chữa. Chiếc Lamborghini Urus phía sau kia, mọi người có thấy chưa? Thật ra bọn họ cũng đang làm rồi, chỉ là vẫn chưa ra video mới. Phụ kiện của bọn họ hình như cũng đến rồi. Chiếc Lamborghini Urus đó ra mắt để gặp gỡ mọi người một chút. Nếu sau này có video mới thì Thập Lục sẽ cập nhật kịp thời. Vậy video hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta tìm hiểu một chiếc Lamborghini Aventador SV được sửa chữa như thế nào, sau đó thay đổi thành lớp vỏ ngoài SVJ. Ok, cảm ơn mọi người đã xem. Đừng quên bấm thích và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.